với hai mặt cảm xúc khác nhau à? Lời đầu tiên thì cho Trang gửi lời chào cũng như là lời cảm ơn đến quý anh chị phóng viên cũng như là mọi người ở đây đã dành thời gian để đến đây tham dự buổi ra mắt dự án bộ phim Con Nhóc Máu Chồng. Hoàng hỏi chị cảm xúc như thế nào hả? Dạ thấy chị rưng rưng quá ạ. Không có, tại chị bị sổ mũi. Ok hả? Dạ em cũng xúc động. Không, tại vì xúc động thì có, nhưng mà tại mấy cái này chị coi nhiều quá rồi. Dạ. Em không, chị từ lúc mà dựng chung với anh Đảng rồi coi rất là nhiều, từ bản ráp rồi rất là nhiều rồi. Dạ. Hồi nãy lúc mà em quay xuống em thấy chị vậy là tại chị đang bị sổ mũi thiệt. Dạ. Rồi em có câu hỏi gì? Dạ không, dạ em chắc chắn là không có câu hỏi, mà câu hỏi sẽ đến từ quý anh chị phóng viên. Và Hoàng Rapper sẽ nhường lại cái đặc quyền này dành cho tất cả quý anh chị. Dạ em xin mời chị ạ. Chị Trang ạ, nãy qua hai cái đoạn cắt thì em cũng có hiểu sơ sơ nội dung là mình sẽ về cái bộ phim và cái thông điệp mà mình muốn chia sẻ. Vậy thì khi mà mình làm cái, có thể hiểu là đây là một bộ phim nói về đề tài hiếm phụ nữ hiếm muộn. Thì em muốn hỏi chị là cũng đã 10 năm rồi từ sau khi có bé Andy ấy, thì mình cũng chưa có thêm một thành viên nào mới á. Khi chị làm cái bộ phim về đề tài hiếm muộn này mà mình đóng vai chính nữa thì chị có cái cảm xúc nào đặc biệt không ạ? Cảm ơn câu hỏi của em. Nói sao ta, cái câu hỏi này nó rất là đúng với lại cái tình trạng hiện tại bây giờ của Trang. Đúng rồi, em không có hiếm muộn. Ý bạn hỏi là, không, ý của bạn hỏi là em nói gì, tưởng anh ấy không có ai có nói gì đâu, chưa kịp nói gì hết. Sao hiểu lầm, sợ tưởng anh đột yếu. Không có lực anh mạnh lắm. Họ trả lời câu hỏi của em là thật ra đó, đây là Trang chia sẻ thật luôn, là lúc mà trước khi làm cái bộ phim này á, là hồi năm ngoái lận là Trang với anh Luật đã có dự định là sinh thêm bé nữa, là tại vì không biết sao tự nhiên cái tới cái tuổi cái mình muốn có thêm con, là muốn có thêm một đứa con gái nữa, nhưng mà không phải một mà là hai đứa gái. Mình rất là nôn nóng cái điều đó, và Trang với Luật đã sẵn sàng cái kế hoạch rồi, và đã sao ta đã dạ anh Luật dạ. Có thể chia sẻ về quá trình thụ phấn được không ạ? Không có. Dạ thật ra là co Trang với Luật là đã có đi gặp bác sĩ rồi, bác sĩ cũng có tư vấn rồi này nọ, xong rồi cũng có hút trứng rồi có tạo phôi, xong xuôi hết rồi là chuẩn bị để mà để phôi vào thôi. Thì tự nhiên cái chuẩn bị làm cái bộ phim Con Nhóc Máu Chồng này, thì Trang nghĩ là đây là một cái bộ phim không có hành động, không có gì hết, cho nên là khi mình để vô thì cũng rất là bình thường, mình cũng đóng phim bình thường thôi. Tại vì khi mà Trang mang thai Andy hồi đó là tới tháng thứ 8 Trang mới nghỉ rồi, tại Trang không hề ốm nghén, không hề bị gì hết, cho nên là Trang cũng nghĩ là mình sẽ như vậy. Cho nên là mình nghĩ là mình làm thì làm, rồi tới ngày tới giờ thì mình để phôi vào thôi. Nhưng mà sau đó là Trang có nhận lời một anh đạo diễn trong nghề là có một cái dự án là tháng 3, tháng 4 này sẽ bấm máy. Rồi cái anh Luật cũng khuyên là nói thôi bây giờ có nhiều dự án như vậy rồi, thôi em cứ đợi xong cái dự án đi rồi mình để vô sau. Thì cái đó là cái chia sẻ thật của Trang, và cái đó là anh Đảng có biết. Lúc đầu là có mời anh Đảng thì nói là em có kế hoạch rồi, em chuẩn bị em để vô, mà cuối cùng em hoãn lại. Thì anh Đảng rồi những cái người trong cuộc thì biết cái điều đó. Cho nên là hỏi kế hoạch của Trang có con nữa hay không thì Trang nói là có. Bây giờ đang hoãn lại thì có thể là năm sau. Mà chưa năm biết là chứ. Trai hay gái nha mọi người, tại bỏ vô cũng hên xui, nhiều khi nó ra hai thằng trai nữa là mệt lắm luôn. Mệt thiệt sự. Cảm ơn câu hỏi của em. Dạ. Và bây giờ xin mời câu hỏi tiếp theo đến từ quý anh chị ạ. Anh Lộc có cần tính chính gì hơn nữa không anh? Đâu có đâu, trời ơi, xong rồi không? Anh cần tính chính gì nữa? Nhìn vợ anh tươi tắn như là biết rồi. Vậy mình có coi thầy bài gì không anh? Đến anh đâu có coi, anh trời, đâu có mê tín gì đâu, dữ vậy em. Dạ. Không coi gì hết em ơi. Con là Lộc em, mà anh. Anh coi bác sĩ thôi. Dạ. Dạ, xin mời quý anh chị ạ. Alo, tôi có vài ý. Anh cầm mi mà anh nói nhỏ. Không, anh giỡn á, thật ra là chị Vân trong phim này rất đúng giờ nha mọi người, rất đúng giờ. Phim khác em không biết, em chưa làm. Không, nhưng mà đây là lần đầu tiên em đóng phim chung với chị Vân luôn. À, lần đầu tiên luôn, lần đầu tiên anh luôn. Lần đầu tiên.
À, chị em biết nhau cũng đã lâu rồi. Hồi xưa là em cũng có diễn kịch Phú Nhuận, là chị em biết nhau lâu rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà đóng phim chung với chị Vân, và thấy chị Vân rất là chuyên nghiệp. À, khi mà đóng những cái vai nói chuyện rồi mình thấy rất là tự nhiên, rất là thoải mái. Ngay cả anh Đảng cũng nói là trời, giống như là đặt cái máy livestream mà hai người đứng ngồi nói chuyện với nhau, nhìn rất là thật, rất là đời. Cái chị Vân mới nói một câu, trời xin lỗi Đảng nha, thử mà để cho một người nào không thân với nhau thiệt á, rồi diễn đi rồi có ra được cái tình thân như vậy hay không. Thì đó, cái đó là khi mà mình diễn mà hai cha con cũng vậy, mà hai dì cháu cũng vậy. Quan trọng là mình nhìn, mình thấy được cái tình thân của họ, đúng không anh? Em thấy là vậy, diễn ra cái tình thân là khó nhất. Cho nên là trong cái bộ phim này thì chị Vân với Nhót, hay là ông Xỉn với Nhót, ngay cả Bồi Đầm Già là bạn của Nhót, rồi Mạnh, nói chung là mỗi người đều có một cái tình riêng. Tất cả các nhân vật đều có cái móc xích liên quan đến nhau và diễn ra được cái đó. Thì Trang rất là vui vì cái điều đó. Đáng bổ sung chút xíu là trong khi làm phim đã có khi yêu cầu diễn viên đã có hai cái yêu cầu mà đã thấy quan trọng nhất. Thứ nhất là diễn ra được cái tình thân, được cái mối quan hệ. Tại thường phim Việt Nam mình nhiều khi gia đình ngồi với nhau mà nó lạnh tanh, nó không có ra được mối quan hệ cha con, cha mẹ hay là con cái. Và cái vấn đề thứ hai mà đã rất là quan trọng là diễn ra được cái văn hóa của nhân vật đó. Văn hóa nhân vật thành ra là nếu như mà cha con mà trong cuộc sống nghèo, cô này là 7 tuổi nó phải đi kiếm tiền nuôi ba ăn học, nuôi lo cho ba rồi mà không đi học hành này kia, nếu mà hai cha con nó lịch sự quá thì nó không ra được cái văn hóa của nhân vật á. Thành ra là Đảng quan trọng hai cái đó nhất. Dạ cảm ơn Đảng rất nhiều ạ. Và bản thân